Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Sáng bữa nay mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy gắn nha mấy bạn. Nãy giờ mình lội nó cũng cả chục tay mấy bạn ơi, mà nó không có dính, rồi mình cũng không có quay lại cho mấy bạn xem. Do là mình quay lại xem mấy bạn thấy không dính quậy cũng nhàm chán nha bạn, cho nên mình đi tới những cái tay nào nó có dính mình mới quay lại cho mấy bạn xem. Chứ như lâu lâu mấy chim vô tay là không dính thôi mấy bạn ơi. Để có bạn không biết tưởng đâu mình giăng tay nào cũng dính, không có nghe mấy bạn. Trời ơi giăng nhiều lưới lắm đó, mình giăng lên mấy chục tay đi một buổi sáng, như là mình lội nhầm bữa 40, 50, có bữa 70, 80 nữa các bạn, tùy theo bữa nào mình đi dạng thấy đủ cái clip đẹp đẹp cho mấy bạn mình mới ngưng, chứ còn không phải là giăng nó dính nhiều nghe mấy bạn. Không phải nó có dính hoài như đầu mùa, nó dính có khi đầu mùa mình đi giăng nó thiệt mấy bạn, là mình thăm một bữa chỉ cần 30 tay lưới thôi là mình quay một cái clip cho mấy bạn xem đẹp rồi đó, là nó dính có khi 4-5 kg gì đó, 3-4 kg, thắt cũng ký mấy 2 kg. Còn như bây giờ ha, mình đi nhiều khi là 2 luồng lưới luôn đó nghe các bạn, tại mình giăng đây mấy luồng đó. Bạn thấy cảnh đồng quê mình không mấy bạn? Đây bây giờ là lúa anh ta đã xạ lên gì hết nghe mấy bạn, bên đây vẫn vậy nghe các bạn, bên cạnh bờ chuối bên đây vẫn vậy đó, người ta vẫn xạ lên gì hết rồi, người ta mằn cỏ trên bờ rất là chóng bạn, cho nên gắn nó trốn đi hết rồi, mình tỷ lệ thăm cái dính rất là yếu nha các bạn, nên mấy bạn có xem cũng thông cảm gì mình, để từ từ mình kiếm săn bắt con khác mấy bạn ơi, chứ gắn hiện giờ quê mình chắc hơi giảm rồi đó. Nè mấy bạn thấy bờ giờ người ta làm trống lỏng nè, nên tỷ lệ mình giăng cũng dính cũng yếu lắm. Đằng trước này mình có anh tay luôn nha mấy bạn, để mình test đi thẳng luôn nha các bạn. Đây có dính rồi mấy bạn ơi, tay lưới từ đây tới đó, nếu mà tay lưới này sơ ý đi là thôi nhìn thấy nha bạn, thấy không bạn. Nè để anh quay kế bên cho mấy bạn thấy nè, đó tay lưới dài xuống đây nó dính ở đây nha bạn, nghe ở đây nè, thấy không đó, như sơ ý không thấy hỗn loạn nha bạn. Đó nó làm tròn tròn các bạn thấy nó hùng không, đó họ nó của mình đó nha các bạn, tròn nó rút lên đây mấy bạn ơi. Đây bạn thấy đã không, con này cũng được cỡ 600 gram nha bạn, 600-700 gram nha các bạn, đã không đó. Đó nó dính có cái đầu ngay góc nha, con này là nó né lưới này nha các bạn, nó né lưới nó đi sụp vô góc một chút nè mấy bạn thấy không, nên dính sát cạnh luôn nè bạn thấy đã không, đã xa lưới nha các bạn. Một em có nón đã xả lưới đây đó, đi lại tà lưới mà thấy dính vậy mình thấy đã lắm nghe mấy bạn. Còn mà lội nãy giờ ha, trời ơi nó không dính ha, mình lội không nổi nha bạn, ngậu đó mình làm cái gì vậy mà có dính cái mình thấy mình mê nghe bạn, mới khỏe. Còn nếu mà nó không dính rồi mình thấy cái như nó mệt mỏi, mình lội ngán ngẩm gì đâu á. Thôi giờ mình đi có mình nên mấy bạn cũng thông cảm cho mình tạm ngưng máy đây nha các bạn. Mình xử lý con gắn hổ ngựa này xong xuôi rồi mình đi tới ta tiếp theo, nếu có dính mình test lại mấy bạn xem ha. Rồi cho mình tạm ngưng đây đi. Rồi nãy giờ mình lội đây cũng cả chục tay nó không dính nha các bạn. Đây vô khu vực bờ cầu mình đang ngồi nghỉ mát nha bạn. Ở đây có một cô chủ cô đang chập đu đủ nghe mấy bạn. Đó, đó mấy bạn thấy đu đủ đó không? Đó, cái đu đủ cao vậy đó. Dạ đây em lấy ở đây. Dạ, lấy dạ 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 được con, dạ không con nhà có đây đu đủ chín nha mấy bạn, quê mình thì đây trồng đu đủ trồng mãng cầu rồi nè mấy bạn, vô bóng mát này ngồi mát quá mấy bạn ơi, để nghỉ hơi mấy bạn ơi. Ở đây mình cũng có mấy tay nha mấy bạn, gụng hả con, thôi để mình né ra nghe mấy bạn, để chập đu đủ nó gụng đầu mình nha mấy bạn. Thôi mình đi tới tay tiếp theo thăm luôn nha mấy bạn, ở đây mình có tay nha mấy bạn, ở đây nè tay này nó cũng dính rất là nhiều con nha mấy bạn. Đây có hàng mấy bạn ơi, có hàng đây 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 đây, dạ dính gắn lãi cô ơi, dạ đây mấy bạn nhìn thấy không, chỗ này trống lỏng mà ngay thế nha bạn, nó hay dính lắm nè, gắn lãi to quá mấy bạn ơi. Đây gắn lãi này còn đẹp nha các bạn, gắn lãi này mới dính, bạn nhìn thấy đã không, đó đó. Ngày chăng đây hơi nắng nên mình quay nó có hơi chói, mấy bạn thông cảm giùm nha, đây, nó hơi nắng. Bạn thấy nó kênh sầm ông với mình không, táp mình liền đó đó. Bạn thấy đã không, lội mệt mà lại thấy dính diện cái cũng khỏe nha mấy bạn. Không gài mình cảm quá mấy bạn ơi, các bạn thông cảm nhìn ha. Dạ thấy dính mừng mà nó khỏe liền ha, còn mình đang lội cô mà dính không dính cái nó là cảm giác như đuối vậy. Dạ lại thấy dính cái thấy khỏe hơn mình liền. Rồi bạn nhìn ra đã không, con này chắc cỡ 400 gram nửa ký nha mấy bạn. Dạ cỡ này nó cũng dính yếu rồi đó cô ơi, cỡ này quê mình ta xạ lúa người ta thuốc cái nó chết bớt mấy bạn, cho nên dính tỷ lệ nó cũng yếu nha mấy bạn. Dạ nước nó cũng ra cạn xuống nữa đó cô, còn lúc trước thì nước ngập lên cái nó lên mấy cái bờ chân hà, còn bây giờ nó tàn lan chân rồi.
Dạ. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng video đây nghe các bạn. Mình xử lý gắn là mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem. Tại mình đi có một mình đó mấy bạn, cho nên mình không có quay cái cảnh gỡ được nghe mấy bạn. Thì mấy bạn cũng nhìn thấy nè, đây thành quả của mình thì nãy giờ mấy bạn cũng thấy được mấy con nha bạn. Còn đây là hành trang của mình cũng như mọi ngày mấy bạn ơi, một gói thuốc hút với một mớ lứ. Đừng đem theo chỗ nào ngon ngon mình dặm thêm mấy bạn, với một cái túi đó hên có dính gắn nước thì mình dặm riêng nha bạn, để dặm chung miếng gắn này nó cắn chứ không gì chứ. Đó. Thành quả của mình nãy giờ mới được có một em hổ nón đây. Ê, đây một em gắn lãi nữa là được hai chú nha mấy bạn. Cỡ này thắt quá mấy bạn ơi. Giá đây tới cuối nó dính nhiều nhiều con bự bự, mình test cho mấy bạn xem. Rồi, cho mình tạm ngưng đây mấy bạn ơi. Dạ. Rồi, mình vừa xử lý gắn xong nha mấy bạn, được hai chú nha mấy bạn, bỏ vô túi nè. Mình vẫn còn ở bên cầu bà cô đây, bả đang bẻ đu đủ nha mấy bạn. Đó, chuyển xuống xuồng về đó. Mình giái từ đây sao gặp bà cô này hên coi. Nãy giờ mình đi sao xui quá bạn ơi, dính yếu quá. Bẻ trái na nè. Dạ, mặn cầu hả cô? Cầu na. Dạ dạ gì ha, đó giờ con mới thấy loại đó. Trái bự dữ à. Trời ơi, trái còn bự hơn nữa. Dạ vậy hả cô? Mấy cây trống dạ, ở đây nè. Thấy trái nào nấy không mấy bạn, hết biết không? Ừ. Dạ. Rồi, thôi con thả đi cô ơi. Rồi, mình đằng đây mình có tay luôn nha các bạn. Rồi, lụm bọc gắn bỏ vô mình đi tới tay tiếp theo kế đây luôn mấy bạn ơi. Cũng khu vực bờ mảng cầu bên đó nghe các bạn. Tay này đặt rồi mình mới văng nha các bạn, mình văng đằng đó một tay mà mấy cử trước đi bị phá quá mình né chịch lưới đây mình văng đây một tay nữa nghe các bạn. Ở tay đó có phá thì mình bỏ luôn đó các bạn ơi. Tay chỗ dính nãy, tay chỗ đó nó hay dính lắm mà cái gì hay phá. À đây nè, dính nè các bạn ơi. Con lãi nè các bạn, chỗ này hơi nắng mấy bạn xem thông cảm giùm mình nha. Tại chỗ này nắng quá nó không có bóng cây. Ở dưới đây mới có bóng chút nè. Đó. Bạn nhìn thấy đã không? Đó, đây. Đây. Thêm mềm nữa nha mấy bạn. Hên quá, trái mình đi đây tới cuối nó trúng được la gai như hoài là im lắm nha các bạn. Đó, đó. Đây một em gắn lãi nha các bạn. Lãi này cũng to to 300-400 gram nha các bạn. Còn cũng không có nhiều lớn nữa hết nha các bạn ơi. Giá đây tới cuối dính vài con bự bự hổ ngựa đồ quay cho đẹp đẹp cho mấy bạn xem chơi. Cỡ này hơi thắt mấy bạn ơi, đi nó dính yếu quá. Rồi nhiều lúc mấy bạn coi cũng hơi bị nhàm chán, mấy bạn cũng đừng buồn nha, thông cảm giùm mình nha. Tại do mình đi này thì nó ngời bà cậu nó cũng hên xui mấy bạn. Có lúc thì nó cũng trúng mà có lúc nó cũng thắt nha bạn, mình không có nói trước được điều gì chứ. Nhiều khi còn một hai tay lưới cuối cùng mà nó dính nữa. Nhiều khi mấy bạn thấy không? Nãy giờ đó ở đó chỗ cây đu đủ đó 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 mấy bạn nhìn thấy rõ không? Đó cây đu đủ đẳng đó lại tới đây nó có 20-30 mét, 20 mét nhiều mười mấy mét nhiều bạn, mà mình giăng hai tay cái nó dính hai con này, mà nãy giờ mình lội hết biết xa luôn mà nó dính con một mấy bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng video đây để mình xử lý gắn này, rồi mình đi tới tay tiếp theo mình test lại mấy bạn xem ha, có dính mình test lại. Rồi trời này chưa nghe bạn, quá nắng mấy bạn ơi. Mình đang ngồi nghỉ một chút mấy bạn. Ở đây mấy bạn thấy đâu đâu cũng là lúa xanh bát ngát không mấy bạn. Đồng quê, cảnh đồng quê mấy bạn thấy đẹp không? Đó, lúa xanh bát ngát còn dọc theo bờ. Thì mấy nông ở quê mình thì những nông dân người ta hay là trồng chuối, trồng xài, trồng này kia để chen canh kiếm thu nhập thêm đó mấy bạn. Chứ còn lúa thì mằng ruộng giờ người ta cũng lời meo lắm nha mấy bạn. Bây giờ không phải như hồi trước đâu mấy bạn ơi, mằng lúa thấy gì chứ khó ăn lắm. Đây, ở khu vực đây cũng được phận quen của mình nữa nha mấy bạn. Ở đằng trước đây mình có con tay nè mấy bạn ơi, đi tới thăm luôn mấy bạn ơi. Nãy giờ thì thành quả mình cũng được ba con còn sống nha mấy bạn. Im thăm luôn nữa, bữa nay không có thấy chết, cũng thấy khỏe mấy bạn ơi. Đi thăm lưới mình thấy chết, mình thấy tiếc lắm. Thà nó đựng dính, còn nó dính rồi nó chết mình thấy uổng lắm. Trong đây mình có con tay nha mấy bạn. Chà, có hàng mấy bạn ơi, có hàng. Để mình chen vô nha mấy bạn, trong mình chảy. Còn nhắc lại. Rồi chết ngắt rồi mấy bạn ơi. Mới vừa nhắc vụ chết chết có chết thiệt mấy bạn. Uổng quá bạn ơi. Ta lưới này đợt rồi mấy bạn nhớ gần đây dính con hổ hành cái mình chui xuống đây mình dẹt dẹt lá ra mình nói không, mình nói để dẹt dẹt lá ra chống chống đường cho dễ đi đó mấy bạn. Thì bữa nay bắt đầu nó dính nè các bạn. Đây. Ta lưới mình từ đây xuống tới đây. Ta lưới này nó cũng là 6 tấc nha các bạn. 6 tấc 7 tấc đó, tại bờ này hơi bự. Văng đây mình đón hướng gắn nó đi cặp mé nè các bạn. Công nhận uổng quá mấy bạn ơi. Mang theo được 4 em nghe các bạn. Chỗ này địa hình này cũng ngon các bạn. Địa hình này đây về sau có dính hổ hành với hổ ngựa nữa đó nghe các bạn. Tại chỗ này là lý tưởng luôn. Đó. Các bạn thấy không? Sậy đế đồ dưới chân chống chống vậy nè nghe các bạn, là ngay thế luôn nghe các bạn.
Thì thành quả nãy giờ mấy bạn thấy nè, đó mình được nhiêu đây nghe các bạn, được một túi gì đó nghe các bạn, túi này cũng phía ngoài hả mấy bạn ơi, được hai con lãi với con ngựa, với con chết đó như nãy giờ được 4 con, để mình đi đây về sau giá dính vài con nữa mình quay cho mấy bạn xem, chứ còn hiện giờ nó dính yếu quá mấy bạn ơi. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng máy đây để mình xử lý cái em gắn chết này nha mấy bạn, rồi mình đi tới tay tiếp theo nếu có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Rồi rồi nãy giờ mình đi cũng 5-6 tay nữa nó cũng không dính nha mấy bạn. Này đường mình lội dài vô nha mấy bạn, ở đây cũng cảnh đồng quê mình không nghe mấy bạn, ở đây thì vuông nuôi cá nha mấy bạn, quá nắng mấy bạn ơi, nó muốn đổ lửa mấy bạn. Giờ giấc trưa này mình lội là mình chen chen vô được mấy cái lùm này mình đi khỏe dữ lắm mấy bạn ơi, đi ngoài nắng mà chăn chát ha, mình muốn xỉu mà có dính gắn đi nó cũng chết nữa, con nãy chết mấy bạn ơi, con nãy bỏ luôn ăn được nha mấy bạn, gùi nó địch tửa dầu xong mình giục luôn mấy bạn ơi. Ở trước này mình có con tay nha mấy bạn, đây đường mình đi vô còn có vài tay nó cũng hết nha mấy bạn, đây mình giăng trong lùm này có hàng có hàng có hàng mấy bạn ơi, đã quá còn ăn nước mấy bạn ơi, đã không mấy bạn, đây một em ăn nước nha mấy bạn. Đây, đó, ngắn nước này cũng cỡ 400 g nha các bạn, cũng không bự hơn 300-400 g mà, thủ chắc được 400 g mấy bạn ơi. Để thấy nó cũng to to nè, 400 g được. Nên văn ở đây mình đón kiếm hung hành hung ngựa mà hổm dài văn mấy tay khu vực này nó không dính hung hành hung ngựa mấy bạn. Cái này là ở trong cái lùm cây cây châm ổi nha mấy bạn. Chứ gốc bụi chuối luôn. Đây. Xuống, đây nó nằm đây nha bạn. Ta lưới này mình văn 7 tấc nha bạn, tại bờ này bự lắm mấy bạn. Đó ta lưới từ đèn kéo xuống tới đây nè bạn, bờ trong đây thì rộng lắm nhưng mình đoán nó sẽ đi cái hướng ít có đi giữa bờ mấy bạn, nó sẽ đi lẳng quẳng những cái gần gần đây thôi mấy bạn. Đây mình văng từ trên xuống đây nghe bạn, bữa nay vậy là cũng đỡ đó nghe mấy bạn, cỡ này nó hết mùa nghe bạn, quê mình nó không có còn trúng như hồi vừa mới văng đâu nghe bạn, dính là gai lai gai nãy giờ thì mấy bạn cũng đã thấy thành quả mình được 4 con này mà bỏ 1 con còn được 3 con này nghe bạn. Đó, 3 con 1 ngựa 2 lãi nha mấy bạn. Rồi bây giờ cái túi này là đem theo bữa nay có hiệu nghiệm rồi, mình sẽ gặm con rắn nước này các bạn, mình không có thả chung vô được, do mình thả chung vô nó cắn hư mấy con rắn nó hết nha mấy bạn. Đây, thì cũng như nãy giờ mấy bạn cho mình xin tạm ngưng video đây để mình xử lý con rắn này nha mấy bạn, rồi mình đi tới tay tiếp theo nếu có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Này còn không có nhiều lưới nữa mấy bạn ơi, đang chẳng còn có 4 tay nữa ha. Tại mình văng đường bờ dài tay đường đi vô mình văng hay nhiều đó, chứ thông thường mình đi ngoài đầu bờ là mình văng bờ hai tay ba tay hai tay ba tay, bờ nào dính mình mới dậm vô nghe bạn. Còn bờ này thì mình sẵn lậu vô thôi mình văng luôn để đi xe không làm gì, mình biết đâu hên dính mấy, nhưng mấy tay lưới đầu mùa của mình văng này các bạn nó cũng hơi cũ rồi, thì mình đi đường nào mình đi thuận đường thì mình cứ văng đại à, có gắn thì nó dướng vô à mấy bạn ơi. Rồi mấy bạn cho mình xin tạm ngưng đây ha, mình xử lý nó đi tới tay tiếp theo nếu có dính mình test lại mấy bạn xem, không nói dùng do nó cho tranh thủ về bạn ơi. Chưa rồi mình lội nãy giờ cũng hết lưới mấy bạn ơi, ra gần tới ra lộ mình về nhà mấy bạn ơi, còn cỡ 500 mét nữa về tới nhà mình này, nó cũng không dính nữa mấy bạn ơi. Thì thành quả nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy, đây mình cho mấy bạn xem, đây là một con gắn nước nha bạn, rồi đây là cái túi gắn ba con gắn lãi, hai gắn lãi con hổ ngựa. Như cử này mình thăm thành quả mình được 5 con mà mình xài được 4 con nha bạn, còn một con thì nó chết rồi mình bỏ luôn mấy bạn ơi, còn cũng đỡ rồi, chuyến này chết ít đấy mấy bạn ơi. Chơi trời mà mấy bạn thấy thời tiết này không, đó thời tiết nắng kiểu này gì nè mà thứ con nào mà chịu nổi mấy bạn ơi, vướng vô lưới nó khắc nước nó ngập là nó phải chết thôi mấy bạn ơi. Còn đây thì còn sống nhiêu đây vậy là cũng mừng rồi nghe các bạn, mình sợ nó chết nhiều hơn nữa đó, bữa nay như 5 con mà chết có 1 con bỏ à, còn 4 con, 4 con này chắc được cỡ gần gần 2 kg nghe các bạn, chắc được 2 kg à. Đây mấy gắn lãi thì thiện con khoảng 300 mấy 400 g, gắn nước cũng cỡ 4 g, còn không ngựa được 500 g, 500 g hồi nãy mình tưởng cỡ 7 chấm mà không được đâu mấy bạn ơi, con đó cỡ nửa ký 600 g à, thì mình tính cán qua cán lại đi cỡ ký mấy 2 kg đi mấy bạn ơi, thì chắc thủ được gần 2 kg được. Đây còn đây là em gắn nước nha mấy bạn, gắn nước mấy bạn thấy nó hung không, không dám bỏ chung nữa. Không nó trong túi mà táp táp thì bạn ghê giờ. Còn đây thì gắn hổ ngựa với gắn lãi. Rồi mình cũng xin kết thúc clip luôn nha các bạn.
Rồi mong mấy bạn xem thấy vui thì nhớ cho anh em mình một đăng ký, một chia sẻ gì để ủng hộ tinh thần anh em mình có động lực để làm những video tiếp theo nghe các bạn. Rồi mình cũng bye bye mấy bạn, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.